để mà cái kia ra ấy luôn đi như nó không đỏ ra được đấy. Người lên xe. Cái này thâm nhiều. Như cái video nó nghỉ mới có một tuần nữa đúng không? Nghỉ hôm thứ mấy ta? Năm à? Trời này mà đi chơi là đúng bà luôn nha. Không có nắng. Ủa, chẳng ai đường nắng không em? À. Đường thấy nắng không? Nắng chứ chị. Nắng hả? Nắng mà. Ta chơi âm mưu mà. Bình thường em đi vào đường em ít mặc áo khoác lắm. Đây em thấy nắng em mới mặc áo khoác á. Thầm hết rồi. Tức cậy hả? Dạ. Em ngồi rảnh không có đi làm thôi. Thấy nghe nặng rồi. Duy nhất là lúc mà nặng được ra cục mụn đúng không? Đúng rồi. Mà được cục nào? Có chị. Mà buồn nhất là cái khúc máu ra. Và cái khúc sau đấy nữa đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thành đen. Đen rồi cái mặt luôn đó trời. Vậy hết vui chưa? Hết vui rồi. Buồn xong rồi vui, vui xong rồi buồn đúng không? Đúng rồi chị. Hạnh phúc không bao lâu. Nó buồn đã tới. Nó buồn thì nó hơi dai dẳng nha. Này thâm hơi lâu ạ. Này bị cái buồn mà đi tìm niềm vui là xong rồi niềm vui xong nó lại tới nỗi buồn này. Tự nặng thì không hay luôn á. Em có cái gương ngay chỗ cái bàn làm việc của em. Em có rồi em kê cho em nặng. Về bẻ cái gương, cái đập cái gương đi nha. Em bằng cái nặng không hả? Không, em nặng bằng tay á. Để thôi chị cắt nhìn cái móng.
Đau. Yếu luôn, chảy mắt. Yếu luôn. Vậy mới hết ra hết chân như anh như em sao ra? Đúng rồi. Em nặng lâu rồi em thấy nó còn trắng trắng á. Khô rồi, là khô luôn. Em thấy da em khô không? Là phải gì? Rồi mà xong nó cứ căng 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 đúng không? Đúng rồi. Tại nhà em ít có xài chung. Không xài gì hết. Không xài gì chứ. Dùng gì đâu mà đâu? Hồi trước em dùng cái Cetaphil vậy, xong cái em thấy nó mặt nó bị lên mụn xong rồi thôi, em cũng không dùng nữa. Dùng đau bằng nước à? Dạ. Dạ, yeah, đau chị. Lấy được không? Được, được. Đau, đau, lấy là lấy đúng không? Em chảy mắt luôn nữa. Ừ, cô đi. Mày giống như đi trả tiền cho người ta hành mình nha. Hôm nay em đi chơi với người yêu à? Không, em đâu có người yêu đâu. Rồi cùng ế với nhau à? Công ty yêu nam không à? Thì yêu nam, vậy không có nữ mình yêu nam. Thôi chị. Thì người ta có câu là chị và con trai mới mang lại phúc cho nhau mà. Đúng rồi chị. Ông bà già em biết buồn lắm. Khỏi về luôn hề. Chịu chết luôn á. Ừ. Của em đâu? Của em ở An Giang. Nhà anh Giang mà có vụ giết người ấy, đúng không? Quá trời luôn chứ. Thì nó kêu là 5 thằng nào chém một thằng đứt đầu luôn mà. Đứt tay. Thì nó lên mạng nó kêu đứt đầu. Ở ngay chợ hay gì đó mà. Đứt tay á. Thì nó quay trên TikTok ấy. Nó không nói vụ gì nhưng mà thầy kêu bảo là chém đứt đầu. Đâu, đâu có đứt đầu đâu. Đứt tay là hả? Nó đi ngang nó chém đứt tay em. 5 người mà, 5 người chém 1 người mà. Đúng rồi. Trời ơi, vậy mà trên mạng đồn chém đứt đầu luôn. Tại trên mạng đồn bay qua chém đứt đầu. Biết chưa. Rồi. Này, mụn này em. Đây, đây, đây. Ủa, sao nhiều vậy? Đấy, cái mụn nó to như này mà em nặn xong nó ra được. Thấy không?
Sao nhiều dữ vậy nữa hả? Không ngờ nó nhiều như vậy. Không ngờ nó nhiều như vậy.